Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh kiếm tiền online của mình. Thì như video và tiêu đề của ngày hôm nay, mình sẽ review cho các bạn một con gạch Lovestone. Đây là một con gạch đầu tiên để hoàn toàn free và mới ra mắt cho các bạn. Thì sau khi các bạn đăng ký tấn công, các bạn sẽ nhận ngay là 10 triệu hoàn toàn free này. Thì để tham gia con gạch này, các bạn hãy nhập vào đường link dưới phần mô tả video của mình. Thì đây là giao diện đăng ký của nó này. Thì các bạn hãy nhập vào đường link dưới phần mô tả video của mình nhé các bạn. Thì để tham gia, các bạn đến đăng ký đầy đủ thông tin này. Trong đầu tiên có bài điền số điện thoại này, trong tiếp theo ấy, nhập pass là mật khẩu này, và nhập tiếp theo là send con pass này ấy, là mật khẩu đầu tiên nhập bạn, và đấy là mã 10 này, 222 này, và ở đây các bạn sẽ nhập mã captcha này vào đây cho mình và bấm tiến hành sign up để đăng ký cho mình nhập bạn. Sau khi đăng ký thành công, các bạn hãy tiến hành đăng nhập này. Thì đây là giao diện chính ấy. Sau khi các bạn đăng nhập thành công này, thì ở đấy thì nó sẽ cho các bạn là 10 trái free này. Tương đương 0,87 nhà các bạn. Thì nó rất là ngon luôn. Và số điểm này thì các bạn có thể đầu tư và rút về trong 24 giờ này. Và ở đấy là một cái bảng như thế này. Ở đấy là nó đã một công ty lớn nên nó sẽ có những cái giấy trắng như thế này nhà các bạn. Thì các bạn có thể bấm vào view die này để xem này. Đây. Đây. Để cho các bạn xem này. Thì đấy là nhà các bạn. Đây là một giấy trắng của nó này. Thì nó rất là uy tín thì nó mới có các giấy như thế này. Các bạn có thể xem qua giúp mình nhận bạn. Mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua các bạn xem thôi. Ok này. Các bạn xem qua giúp mình này. Thì nó cũng rất là dài nên mình không tiện cho các bạn hiểu được. Các bạn có thể tự tìm hiểu giúp mình nhận bạn. Nó cũng 24 trang. Đây thì đây là trang web của nó này. Thì đây. Nó sẽ có một cái join nói group cho bạn. Thì ở đây nó sẽ giới thiệu cho các bạn là cách đầu tư cũng giống như đầu tư Bitcoin với nhà bạn. Thì các bạn đầu tư để thế thì sau này thì nó lên giá, các bạn thì bạn trên các web này hoặc bạn cho mình này, mình sẽ thu mua cho các bạn với giá cao nhất có thể nhà bạn. Ở đấy nó có số lượng tiền lại của ngày hôm nay của tất cả các thành viên tham gia này là 490 triệu đô này. Thì ở đây nó có số lượng thành viên tham gia là 79.166.946 thành viên tham gia của ngày hôm nay này. Và nó hợp tác với công ty như Binance này, Bitman này, Wise này, Bitfastnet này, KuCoin này. Còn Bit nhà bạn, các bạn hãy bấm vào phần trả link cho mình này. Mình bấm vào phần trả link. Ở đấy mỗi ngày nó sẽ cho các bạn là lãi 8,3% lợi nhuận, nó sẽ tự công vào cho bạn trong vòng 24 giờ này. Các bạn hãy bấm vào view alert để xem nhà bạn. Ở đây sẽ hiển thị cho các bạn này. Bây giờ các bạn bấm vào phần hình trái tim này. Ở đấy nó sẽ hiển thị cho các bạn các gói đầu tư này. Gói này gói đầu tư trong vòng 1 ngày sẽ lãi 8% này. Và gói này đầu tư 2 ngày lãi 9% nhật bản. Và gói này là 3 ngày lãi 10% này. Và gói này là 7 ngày lãi 11% này. Và gói này 15 ngày lãi 13% nhật bản. Và gói này là 14% này trong vòng 30 ngày. Gói này lãi 15% trong vòng 60 ngày này. Các bạn có thể bấm vào đấy từng gói cho mình. Thì mình sẽ đầu tư gói 1 ngày nhật bản. Bấm vào pass này. Ở đấy số lượng đầu tư tối thiểu là 500 triệu ít này, và nó sẽ giới hạn ở đấy nhật bản luôn. Và mình đầu tư tối thiểu 500 triệu ít nhật bản và giới hạn là 1.000 triệu ít. Đầu tư trong vòng 50 ngày, trong vòng 1 ngày các bạn nhập số lượng cần đầu tư nó vào đấy này, và nó sẽ để đầu tư các bạn tiến hành nạp tiền giúp mình này. Bên mình sẽ tiến hành nạp tiền này. Đây, các bạn bấm vào phần đây và bấm vào gửi alert này. Các bạn bấm vào phần nạp tiền giúp mình này. Đây, các bạn bấm vào mình group này, các bạn copy địa chỉ ví này và tiến hành gửi tiền cho mình này, mình sẽ đầu tư này. Thì sau khi nữa các bạn hãy bấm vào đây cho mình này và tiến hành gửi đi cho mình nhỏ bạn dán địa chỉ về người nhận này. Và ví dụ mình vẫn đầu tư 20 triệu này thì mình sẽ chuyển đi 20 triệu cho bạn. À mình đủ này thì mình sẽ chuyển là 19,9 nhỏ bạn. Đây. Vẫn không đủ nên mình sẽ đầu tư ra 19 triệu này. Đây. Đó, mình đã đầu tư thành công 19 triệu này thì nó sẽ về vào trong vòng một vài giây thôi. Các bạn có thể chờ đợi này, nó sẽ trừ số để cho mình lấy rồi này, là con 0.6 này. Đây, đang xử lý và nó đã thành công nhỏ bạn. Sau khi thành công thì các bạn bấm vào Return Complete này thì nó sẽ tự động nạp cho các bạn trong vòng 5 đến 10 phút này. Đây, đây nó đã cập nhật cho mình là 29 triệu ít rồi này, thì nó nạp rất là nhanh luôn. Và ở mục chia sẻ các bạn thì bấm vào đấy để có pin lương đến này để giới thiệu bạn bè hoặc mã QR này để nhận số tiền hoa hồng tương ứng nhỏ bạn. Các bạn bấm vào rạch này thì nó sẽ thì ở đấy này các bạn mới được bạn bè, nó sẽ thì ở mục này mình sẽ cho bạn xem
Đây, ở đây là số lượng thành viên các bạn đã mời và nó sẽ hiển thị ở đây này, và cũng như số tiền hoa hồng này, thì mình sẽ giới thiệu sơ thôi. Và bây giờ ấy, thì cho bạn xem một number này ở đây ấy, thì thường các bạn nạp tiền các bạn sẽ nhận được một lượt quay này. Thì mình nạp cho đủ á, thì mình chưa được quay này, các bạn quay sẽ trúng các mục như là 100x này và mục 5000x này, và chở ô tô thì rất là ngon luôn, và đến 18x luôn nhỏ bạn. Thì các bạn có thể xem ở đây để quay này, hai nghìn các bạn sẽ nhận ngay được một lượt quay này, và 5000 các bạn sẽ nhận được hai lượt quay nhiều bạn. Các bạn có thể nạp vào đây để tham gia giúp mình này, và để đầu tiên các bạn có thể open quỹ đạo cho mình này. Ở đấy các bạn này chọn tài khoản rút tiền này và chọn số lượng rút tiền này và dán địa chỉ vào đây, ví dụ mình muốn rút là 2,4 x này đây, và dán địa chỉ vào đây cho mình này. Đây các bạn này tên này, dán địa chỉ vào đây cho mình này và nhập mật khẩu rút tiền này. Bây giờ mình sẽ rút tiền cho bạn xem này. Đấy thì mình đã rút thành công là 2,4 x này, thì nó sẽ trừ cho mình luôn này. Đây, rồi đi cho mình nhà các bạn. Các bạn có thể xem đấy này, nó đã trừ cho mình là mới cái đấy là 2,4 x này. Thì bây giờ mình sẽ cho đổi tiền về thôi này. Đấy thì sau một cái giấy thì mình rút 2,4 x thì nó cũng đã về thành công ở tài khoản này. Thì các video của mình ở đấy là cũng chỉ là được kết thúc thôi.